Mình xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì đây là cái chai mà mình đã uống hết và mình đã bỏ ngoài dây chai. Thì bây giờ mình sẽ lượm vô và mình sẽ chế một công cụ nữa, có ích nữa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chế một cái công cụ đó mà rất đơn giản nha và rất dễ làm. Bây giờ mình đã có cái mặt ngang rồi các bạn, và mình sẽ vẽ lên trên đây thêm một miếng nữa, hai bên luôn. Sau đó chúng ta sẽ dùng dao để mà cắt ra nha các bạn. Rồi sau đó chúng ta sẽ cắt cho nó cái ngàm ngay đây nha các bạn, ngay ở giữa luôn của hai bên. Và sau đó chúng ta sẽ gài vô nha các bạn. Rồi như vậy là nó cứng rồi nha. Sau đó chúng ta sẽ dùng một vật nhọn nào đó, chúng ta sẽ chích xung quanh ở đây, xung quanh tất cả các bạn. Rồi, như vậy là xong rồi nha các bạn. Các bạn nhìn thấy xung quanh nó có lỗ hết rồi nha. Rất là đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ đẩy xuống ở cái bồn rửa chén nha các bạn. Rồi, nếu các bạn cảm thấy ý tưởng làm đồ lọc bồn rửa chén này hay ho thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký để ủng hộ kênh của mình thêm phát triển nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.